Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc sao cạc Steinberg UR44. Đây là một sao cạc trong cái phân khúc giá rẻ mà nhiều đường. Đây là một sao cạc bán rất chạy của hãng. Tại vì sao lại như thế? Rồi hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nó. Đầu tiên về bề ngoài của nó là nhôm. Vỏ của nó được làm bằng nhôm. Ok, cũng khá giống với hầu hết các cái sao cạc của hãng. Chất liệu vỏ đều là bằng nhôm hết, giống nhau. Từ UR122244 hay là UR28816824 vân vân, đều làm bằng nhôm hết. Khá cứng chắc, nhưng mà có một vấn đề là cái vỏ nhôm này rất dễ bị chảy xước. Cái vỏ nhôm của hãng nó làm có vẻ như cái sơn của nó làm không được kỹ, cái sơn nó không được dày, sơn nó làm hơi kém. Ok, sao cạc này nó sẽ bao gồm 4 đường in bre, đây 1 2 3 4, 2 đường 1 bre 1 2 là có 2 set, và tất cả cả 4 cổng này đều cắm được XLS jack Canon đấy, và 6 ly cắm vào giữa, đều có 48V hết, 48V cho cả 4 cổng này. Đấy, chính vì thế mà nó có nhiều đường này này. Nó sẽ rất phù hợp với những sinh viên này, những cái ban nhạc sinh viên chẳng hạn này. Đấy, hoặc là các bạn mà cái kinh tế mà ít thì mình sẽ đầu tư cái này để cho nó có nhiều kênh và kết nối USB. Đấy, tiện lợi. Thế nên vì sao mà nó lại bán rất là chạy, rất nhiều người dùng. Đây có một nút main tổng này, đây nó gọi là output volume main tổng. Mình không thích cái kiểu vặn vặn của hãng này cho lắm. Nếu mà nó thiết kế được cái vặn kiểu của Presonus thì tốt hơn. Presonus nó vặn nó có khớc ấy, từ khớc 1 bạn rất thích. Sau cạc này trang bị hai tai nghe phone 1 và phone 2. Đấy, cái này mà là khi mình thu âm mới tiện này. Ví dụ mình chưa có điều kiện để mình sắm những cái bộ chia tai nghe ấy, thì mình vẫn có đủ một cái để cho người thu nghe và một cái để cho ca sĩ nghe. Còn những cái sao cạc mà có một cổng tai nghe là rất bất tiện. 4 volume vặn cho vặn gain cho 4 cái input đầu vào này. 2 công tắc bật nguồn 48V. Đèn báo power. Cái đèn này nó sẽ hết nhấp nháy khi mà mình cắm dây USB kết nối với máy tính. Còn nếu mà chưa kết nối được thì nó vẫn nháy như này. Hiện tại mình không cắm, mình chỉ bật điện thôi. Ok. Có 2 pre 2Z để thu cho guitar. Nếu mà guitar thì mình nên cắm 2 cổng này nhá. Không nên cắm cổng 3-4 mà hãy cắm cổng 1-2. Rồi mình sẽ cho các bạn xem phía sau. Đằng sau nó có thêm hai cái cổng input nữa, cổng line input. Cổng line input này ý, thì nó sẽ không có preamp, nó sẽ là âm thanh gốc, tín hiệu gốc vào thẳng bộ chuyển đổi luôn, chứ không qua một cái bộ kích, bộ preamp. Gồm một cái đường main out này, và thêm đây là 4 cái cổng line output nữa. Vậy chính ra cái sao cạc này là nó có tận 6 in và 6 out đấy. Không hiểu sao hãng lại gọi là 44. 4 thì là 4 pre thì đúng rồi, nhưng mà đây là tận 6 output mà, chứ có phải là 4 output đâu. Lẽ ra gọi là 66 nhỉ. Thế thì đúng hơn. Hai cái line out này thì nó cũng là những cái tín hiệu gốc, nó sẽ đi thẳng ra cái thiết bị line nào đấy. Chưa? Có nghĩa là khi mà các bạn cắm, mà nếu mà cắm loa vào đây chẳng hạn ấy, thì mình sẽ không điều chỉnh được âm lượng của nó này ở volume này, ở volume phía trước, và nó sẽ to mắc luôn, nó ở mức độ 0 decibel luôn. Nên là cái này mình chỉ dùng cho ví dụ mình cắm line cho một cái bộ gì đấy, ví dụ một bộ chia tai nghe chẳng hạn, hoặc bất kỳ, thì người ta mới dùng cổng này. Hoặc cái đường line in này cũng thế này, line in này ví dụ mình có đàn aux chẳng hạn, thì mình sẽ cắm vào đây, lấy tín hiệu gốc từ đàn vào. Còn lại 4 cổng đằng trước thì cho cổng cho mic, cổng vo guitar, rồi là gì đấy, ca dông gì nữa. Đấy, vậy là 6 cổng này của nó là cũng có thể
thu được một ban nhạc nhỏ rồi đấy, ban nhạc mini ấy. Rồi, đây là có MIDI in out này. Khi mà lợi thế của cái việc có cái cổng MIDI này, MIDI thì mình có thể cắm trực tiếp từ bàn phím vào máy tính được, thì nó không hề trễ nhá. Nhiều bạn tưởng là cắm vào thấy nó không, nó cắm vào sao cạc thì nó không trễ, còn cắm máy tính thì nó sẽ bị trễ, nhưng không phải. Khi mà kết nối sao cạc vào máy tính ấy, thì tất cả các cái đường MIDI ấy, sao cạc nó sẽ xử lý hết, tốc độ nó là do nó quyết định. Nên là cắm vào đây hay cắm vào máy tính đều như nhau. Nhưng mà cắm MIDI vào sao cạc trực tiếp này, thì mình có thể bật tắt bàn phím trước hay sau cũng không vấn đề gì, nó đều nhận tín hiệu ngay lập tức. Nhưng nếu mình kết nối bằng USB ấy, mình chẳng may mình quên mình bật, mình đang sử dụng phần mềm mình Cubase hay là FL gì đấy chẳng hạn, mà mình mới bật bàn phím sau ấy, thì nó sẽ không nhận tín hiệu mà mình phải khởi động lại phần mềm. Đấy. Nhưng mà cắm vào MIDI ấy, thì nó sẽ nhận ngay lập tức. Ok. USB 2.0 này. Rồi, 2.0 khoảng thoải mái. Đến UR824 vẫn dùng 2.0 mà không vấn đề gì cả. 2.0 hay 3.0 thì không phải là vấn đề. Dùng nguồn riêng 18V, công tắc nguồn. Ở cái sao cạc này và các hệ UR nhỏ ấy, nó đều có cái CC mode này. Cái CC mode này rất hay này, nó có thể kết nối với iPad được. Đấy, còn đa phần những cái sao cạc khác đều không thể kết nối với iPad. Đúng không ạ? Không kết nối được, nhưng mà nó thì lại kết nối được. iPad chỉ cần gạt sang on cái CC mode này là iPad nó sẽ hiểu. Bình thường thì mình tắt đi. Ok, đây là phía sau. Rồi, cái sao cạc này nó hỗ trợ là tối đa là 24 bit này và 192.000 Hz. Rất là khủng đúng không? Mấy cái sao cạc nhỏ nhỏ này của Steinberg này nó hỗ trợ kinh thật. Kinh thật. Đến 824 mà chỉ hỗ trợ 96.000. Thế mà cái này nó hỗ trợ 192.000. Bốn cái pre này là D pre, Preamp Class A hết. Giống tất cả hãng nó đều dùng pre giống nhau. Vậy thì sẽ có một câu hỏi là nếu mà pre từ cái sao cạc rẻ tiền 3 triệu đến cái 30 triệu đều dùng một dòng Class A D pre thì chả nhẽ chất lượng nó sẽ giống nhau. Các bạn nghĩ nó có giống nhau? Chắc chắn là giống nhau rồi. Nhưng mà lại không giống. Không giống ở đâu? Không giống là chip xử lý. Dòng rẻ tiền ấy thì cái chip của ông chỉ có bằng này thôi. Nhưng mà cái dòng cao cấp ấy thì chip xử lý nó tốt hơn. Nó sẽ thu được cái tín hiệu ấy, nó chuyển đổi tín hiệu ấy, chi tiết hơn, rõ ràng hơn. Đấy, đầy đủ hơn. Vậy nên là nó sẽ hay hơn, đúng không ạ? Mặc dù là cái đầu vào ấy, cái tủ cái pre của nó đầu vào giống nhau, nhưng khi nó đi qua cái chip ấy, thì cái chip của dòng rẻ tiền ấy, thì nó sẽ không đầy đủ bằng cái chip của dòng đắt tiền. Đấy, vì thế nên là âm thanh nó sẽ khác nhau đấy. Ok, cái sao cạc này nó nhiều đường mà lại rẻ tiền, kết nối tiện dụng USB sẽ rất hợp với những người mà sinh viên chẳng hạn, hoặc những người có cái nhu cầu về âm thanh không nhiều nhưng lại cần nhiều đường, thì đây là một chiếc sao cạc rất hợp lý. Nó có tận 6 cái đầu vào và 6 cái đầu ra, thoải mái sử dụng. Nếu một cá nhân là dùng thoải mái đấy. Cái pre của Steinberg thì nói chung thì nó khá là ấm, nghe khá là ấm đầy, hay, hay đấy. Mình đã thu khá nhiều ở trên cái dòng này. Từ cái đời UR28M, ngày xưa mình có một chiếc UR28M. Thì bọn này nó đều giống nhau hết mà, nó chỉ khác nhau về chip chủng, rồi là thiết kế hoặc là out in ấy, các kiểu thôi. Còn pre giống nhau hết, đấy. Nhà nếu mà rẻ tiền ấy thì Steinberg cũng là một lựa chọn rất tốt cho phòng thu. Ngoài ra còn một số các hãng nữa khác nữa cũng có pre rất hay. Nhưng mà mình sẽ để giới thiệu những cái video khác. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.